This is anh Peter Phạm đó, chị cho anh Hạnh Nguyễn hồi nãy tiếng nó gặp á, thì anh Peter Phạm nói về cái kilowatt, nếu mà có hồ bơi mà cái nhà 1.900 square feet mà có 6 người ở, 850, anh Peter có nghĩ có đủ cho cái square foot không? Dạ không, 850 không bao giờ đủ hết trơn. Nhà của tôi 1.300 square feet mà có 5 người ở, mà trong đó xài bình thường không có hồ bơi, mà nó hơn 900, mà 950 có khi 1.000 square feet. Nếu anh có cái vấn đề hồ bơi mà 1.900 square feet đó, tiết kiệm ít nhất của anh là 1.250 kW một tháng. Và cái anh Peter có thể chia sẻ cái qualification của anh là cái gì không? Tôi là thứ nhất là tôi là contractor B, mà tôi có bằng có license về bên engineer, tức là về bên professional engineer license part PE, và tôi cũng có về certify về bên solar PV, cái kêu là photovoltaic professional, và tôi có về bên cả bên title 24 đến trong cái vấn đề mà để tiết kiệm cái vấn đề mà của điện và cho máy nóng máy lạnh, tức là HVAC và tất cả dòng điện ở trong nhà, cũng như là đặc biệt là bên cái hệ thống làm lạnh hay làm nóng cho sưởi ấm trong nhà. Thì cái đó là đủ điều kiện để mà tôi tính toán và tôi cho khi cái người mà khách hàng cho tôi biết được khi nào họ cần bao nhiêu, để tôi thiết kế cái đường dây điện, chọn cái đường dây nào cho phù hợp để tôi gắn trong nhà. Và cái này là em có thể lấy cái certification bản của anh bây giờ đây để mà cho anh thấy nha. Dạ Được được rồi, chứ. yeah. Được. Thế này đây, cái này là Đây nè. Ok. Xem nào. Ok. Đấy, yeah. professional. Đây cái phần contractor license của tôi có. Wow, Đấy, yeah. là tôi vẫn đi dạy ở ngoài commissioner của Petit Teaching Credential. Wow, vậy sao là state Dạ rồi, county tôi cả luôn? bên cả bên certified green builder luôn, Wow. là làm ấy là đủ rồi. Yeah. Rồi với bằng master. Ok, good Wow. to Yeah. Thank you very much for know. sharing that, Peter. So we'll get back to your PG&E bill. Yeah, đây mình làm cái đó đây. So anh Hạnh, chắc 850 không có đủ đâu mà nãy mình conservatively đó. Thành ra anh cũng biết là cái đó, thành ra có thể anh maybe reconsider going a little bit more. Okay. Yeah, cảm ơn anh Peter cho cái đó.